Hai. Chào quý ông bà cô chú ha. Chào quý ông bà cô chú và các bạn ha. Thì hôm nay mình đi lại gấp mua mấy cây sầu riêng nhỏ này cả nhà ha. Cái này cây nhỏ này. Sáng nay mình chia sẻ cho cả nhà mình luôn ha. Thì những quý ông bà cô chú mà mình có trồng những cây sầu riêng á với xen lẫn cây mít như này mà mình đốn luôn, mình tiếc mình tính chừa lại một hai cây để mình ăn á cả nhà, thì thay vì nó sẽ gần gần với cái đây rồi nó sẽ vô cái gốc sầu riêng ha, sát bên luôn. Thì đây cái gốc, đây cái gốc sầu riêng đó rễ nó sẽ ăn vào ha. Thì mình trồng một thời gian á là cây vẫn phát triển cả nhà, mà nhưng tới một thời kỳ nào đó có cái là nó sẽ sừng lại không, lá nó sẽ vàng, đọt nó không còn ấy nữa, giống như cái cây bên đây ha. Đây. Đây là một cái cây với cái cây vừa rồi nè, là hai cây này trồng một lượt, mà nhưng cái cây bên kia đó cây nó sùm hết trơn, mà cái cây này thì nó từ 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 nó lá nó vàng rồi đọt nó không đi được hay cái nhà hay là nguyên nhân là do từ cái mít, cái rễ á, rễ này nó sẽ đi qua gốc sầu riêng, nó sẽ ăn hết cả nhà ha. Thì nó sẽ ăn vào gốc sầu riêng là càng ngày là cái cây sầu riêng nó từ 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 nó lụng 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 xuống, tại vì cái rễ sầu riêng nó rất là yếu, nó sẽ không bằng rễ mít. Mình rải phân tưới thuốc gì nè, rễ mít nó sẽ ăn vào hết. Nên nếu mà cả nhà mình thấy những quý hoàng của chú nào mình chưa có ấy á, thì nhiều khi cũng có người biết mà nhưng nói thì người ta không tin, nói ấy, thì thật sự là lúc trước mình cũng không tin nữa, mình đốn mấy cái mít nó bự trái quá trời, mình đốn mình uổng, thì chỉ còn một hai cây lúc trước mình cũng đốn đó rồi, chứ còn một hai cây thôi. Mình gần gần thấy cái cây sầu riêng nó còn nhỏ thì thay vì mình để cho cái cây nó bự lên đi, là tại vì nó không ảnh hưởng đụng tới cái tàn, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ rễ hay nhà ha, là cái cây sầu riêng nó không, càng ngày là nó không phát triển là được luôn, nó sẽ chết luôn, rồi cái bộ rễ của thằng mít nó ăn vào, thì thay vì cây bên kia nó tùm hết trơn, rồi cây này nó như vậy. Mình đốn cái mít tiếc đi, thì thay vì quý ông bà của chú mình tiếc á, mình để ăn một thời gian nữa thì mình sẽ đào một cái rãnh cho nó đứt rễ hết ha cả nhà hàng, thì cái rễ mít nó sẽ không ăn vào cây sầu riêng nữa, thì là cây sầu riêng nó từ nó sẽ phát lên, nhưng cây mít nó sẽ từ 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 rồi nó không đủ rễ ăn thì nó sẽ chết, thì lúc đó mình cũng không tiếc ha cả nhà hàng. Thì đây mình sẽ đào một cái rãnh này nè, đây là rễ mít nó ăn qua ha cả nhà ha, nè ăn rất là nhiều. Là mình sắn hồi nãy đây, bên đây là nó sẽ ăn vô đây nè, quá trời luôn. Thì mình sẽ đào một cái đường từ ngoài kia thẳng vào đây ha, thẳng luôn, mình đào sao mà không cho nó bên kia nó ăn qua đây nữa, mình đào giống gì nè, thẳng luôn. Thì đây lúc trước cũng có cây bự mình cũng đào rồi, sát đây luôn, giờ tới cây nhỏ mình tính không ăn qua đây không sao, nhưng cái cây này từ 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 nó không lên được luôn. Mình không biết nguyên nhân gì, nhiều người nói là do cây mít, mình không tin, nhưng từ 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 nay là mình mới đào cái đường này là mình thấy rễ nó đi vô, giờ nó sẽ ăn lên mô này cả nhà.
rất là không, rất là nguy hiểm cho cái em sầu riêng này ha. Thì thay vì mình trồng cây này và cái kia nó bây giờ nó đang rất là cao, nhánh tùm luôn đây đó. Còn anh này thì vậy nè, thì nó nhánh nhôm nhánh gì lá nó rụng muốn hết rồi, cũng bệnh nữa, lá vàng hết. Thì công kén mình bỏ vào thì từ từ rồi nó sẽ như vậy hết. Nhưng nguyên một cái vườn mà một hai cây thì không sao, mà như mỗi một cái mà có gốc mít mà bị vậy nha cả nhà ha, thì mình sẽ tiến hành mình sẽ đào một cái đường rãnh nha cả nhà ha. Mình sẽ đào rồi mình sẽ đào như vậy là không cho rễ nó qua nữa. Một thời gian nào đó thì mình sẽ bỏ cái mít cả nhà ha. Mình đào như vậy thì khoảng cỡ 10 ngày gì đó là cả nhà mình sẽ nhìn cái cây sầu riêng nó sẽ phát triển trở lại bình thường. Ở nhà mình là lúc đó mình sẽ tin, là lúc đó mình không nên tiếc nữa cả nhà ơi. Đó. Thì những gì mình biết đây thì sẵn mình có cái kênh YouTube nè, sẵn mình biết mình chia sẻ lên đây thì cho quý ông bà cô chú mình có xem á, thì biết á, thì mình để ý là mình tiến hành mình làm ha. Rồi quý ông bà cô chú nào mình đã có kinh nghiệm mình có làm rồi mình cũng có xem rồi thì mình xem, thì mình xem còn không xem thì mình lướt qua ha quý ông bà cô chú ha. Giờ yêu mến mình thì mình có xem thì mình nhớ ủng hộ mình ha cả nhà ha, yêu thương mình nhớ ủng hộ cho mình một like, một cái đăng ký, nếu mà chưa có đăng ký thì cho đăng ký cho chúng mình, cho mình một like ha cả nhà ha. Nhưng mà chú và chúc quý ông bà cô chú là một buổi chiều nhiều niềm vui ha, và nhiều hạnh phúc an lành, tràn đầy hạnh phúc. Video đến đây thì xin kết thúc. Quý bà cô chú bye, hẹn gặp lại sau này, bye.